cho Trang rồi. Alo, cho mẹ nào. Chị em với nhau nè. Chị em với nhau vậy hả? Chị nhau mà chị sao lại làm vậy? Dạ dạ rồi. Cái dạ hai chị em. Vô vậy nó phành phành thạch nhau rồi. Ủa sao? Ủa. Vô lẹ lên mấy bác. Vô cụ. Xích xích nè. Thắng làm chị thua làm em. Thôi đừng chơi còn hôn của hồ nữa. Nữa chơi khác. Vô lẹ lên. Chơi trò này hay lắm. Thôi đừng có chơi còn hôn của hồ gì hết, chơi khác vui đi. Giờ mình chơi trò giải tán nó vui lắm. Có đi à. Lại nói với anh Tiến. Anh Tiến ơi, chơi trò tập hợp giải tán nào. À, mình tập hợp xong rồi mình chơi trò giải tán nữa. Ừ. Vô anh em ơi. Anh Tiến có trò này vui nè. Cái gì? Tập hợp xong giải tán. Anh nói đi, tập hợp giải tán. Lẹ đi, em lẹ. Lẹ đi, 5 giờ, 5 giờ rồi đó. Tiến đến với Việt đang muốn bị gì hả? Vô lẹ. Rồi. Vô. Trốn đầu quán. Đây, quay chúng quay, đứng đây quay luôn, quay phim luôn. Đó, đây là những người vừa cuối cùng đấy quay. Quay cuối cùng là người bị cuối cùng là ai? Chúng ta là không à, thằng này bị luôn á. Đó là người bị cuối cùng đó. Đó là nhớ không? Chúng quay luôn. Đây, quay chúng mình là cũng bị nha. Gì á, gì á. Cái gì? Em đứng đó mà. Không, đứng đó mà. Không, đứng đó mà. Quay lại. Bây giờ lại lên là thằng quay phim sắp rớt rồi đó. Chụp chưa? Đúng rồi. Dạ, chín giỗ à. Đúng rồi. Quay phim luôn nè, làm chứ. Sao mà anh bị hoài vậy? Em mới rớt rồi mày. Quay. Trời ơi, mày gì? Hả? Thôi đi. Thôi cái gì thôi nha. Mình nổi tiếng hai lần không có sao. Nổi tiếng hai lần luôn. Không sao đâu. Anh Hiệp trẻ hai máy ra anh Hiệp. Cho nó đẹp anh Hiệp. Mình là diễn viên mà. Mình là diễn viên chuyên nghiệp mà. Rồi đi. Đi. Anh em. Nghe đi canh đồ quá. Rồi. Ê. Anh em canh đồ cả. Cứ rồi canh rồi. Xuống thì chung là xuống. Không. Các bạn để xuống thì được, rồi anh nói cho tính rồi. Tao không nít mà. Lúc nãy đâu có tính con nít đâu. Bây giờ giao là rõ ràng hết, nãy chưa giao rõ ràng, chưa biết. Nên bây giờ phải giao rõ ràng là chỉ đến người lớn thôi. Từ, rồi. Giống như một khuôn mặt đẹp. Cái mình bắt đầu. Rồi đó. Cái đường định nữ rồi. Trong. Mọi người đi. Em gỡ khẩu trang ra em. Cuối cùng mình quay cũng trúng nữ rồi đó. Hay không? Em quay hay không? Em phê rút quá hay. Anh bỏ khẩu trang ra anh. Bỏ khẩu trang ra. Em đang tìm. Sao không có trai gái luôn vậy? Trai quá trời rồi. Trời ơi, bây giờ cho nước tôi đi. Kìa. Tụi tôi em quay lại dính hả? Để giờ cây cuối bây giờ. Đây Chú sao? Chú đủ. Thôi một câu thôi. Câu đó hả? Một câu thôi.
Rồi. Đây. Ở chú có biểu cảm nghĩ. Chú ơi. Chú ơi chờ có thể. Chờ 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 chờ. Chưa quay mà. Khoan khoan khoan, chưa mà. Cơ mở cơ mở 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 cái ra. Trời à, trời ơi. Đi. Không có dịch rồi. Cái này nhỏ nha. Thiết kế thật là độc đáo. Sắp được lên YouTube rồi. Mèo ơi, anh yêu em chỉ gì cái mèo. Nó hoài. Trời. Phần làm kỷ niệm rồi. Rồi, tới lượt sếp nha. Đâu có vốn đâu hết. Đổi vốn. Rồi, bản lĩnh nha. Em là hai lần rồi đó nha. Nãy giờ em là hai lần rồi nha. Mà ngồi nào cũng chơi. Em hai lần rồi. Em bị rồi. Em bị hai lần rồi. Cái này nó làm rồi. Cái gì hả? Phải không? Đúng bị đâu. Còn lắm nữa à. Còn hai người nữa. Không chơi. Vì hả? Đàn mà. Lâu lắm nó không bị đâu. Chơi rồi lúc đầu. Không chơi vậy ai. Từ bị tới bây giờ. Lâm chưa bị kìa. Ai cũng chạy qua hết. Lâm chưa bị kìa. Ai cũng vậy. Đi hành nè. Đi hành chưa bị nè. Đi tỏ tình đi. Bài học. Ai cũng bị đó. Ai cũng một lần đó. Đó, bây giờ cận mặt anh luôn hả? Rồi đó. Đó. Anh ơi quay cận mặt anh luôn. Rồi, chúng tôi đã thấy một đối tượng mặc uống đi tỏ tình. Á luôn. Doraemon đi tỏ tình đây. Vâng. Salem. Kitty kìa anh. Trời ơi, Kitty kìa anh. Đi mua mua mua. Doraemon theo từng bước chân. Bây giờ chơi chơi giờ chơi. Chứ giờ chơi sao? Chơi rồi. Thì thấy người cái em tỏ tình người hả? Trong lối đây. Dạ không. Không chơi. Không, gỡ nón ra. Nếu anh khuyên thuyết phục gỡ nón ra được thì. Chứ sao? Không thì anh thấy tìm người. Nhưng mà hôm nãy giờ có một vị trí mà quá trời vị trí kia có người không đi. Đi 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 đi. Đi. Tí nó Vi Hằng nha, Lâm nha. Không có người. Có người đâu? Có mà, có lại kìa. Gì vậy? Rồi, chuẩn bị nha. Rồi, lại lên, lại lên. Lại lên, lại lên. Đây. Nè, vô nè. Cái gì? Điểm Bình Hoàng hả? Nhìn lên anh Tý. Nhìn lên anh Tý. Lẹ đi anh. Làm một cú đi. Chị ơi, cho một cái kẹo ấy. Trời ơi. Vô đây khá chưa? Nói một câu thôi. Không một câu nha. Một câu phải có. Thật đi. Câu nãy giờ. Ai cũng một câu á. Một câu thôi. Nãy giờ anh chưa tỏ tình gì nữa. Tỏ tình sao? Không biết. Anh yêu em. Một câu thôi. Một câu thôi. Ai cũng phải nói. Nhanh lên. Anh yêu em nhiều lắm 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 rồi. Anh yêu em nhiều lắm lắm. Rồi. Mua thêm cây nữa. Mua thêm cây nữa trời. Mua thêm cây nữa hả? À, mua thêm cây nữa. Đúng rồi. Lắm 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 ba chữ thôi anh. Ba cây. Mua thêm cây nữa đó. Một câu nữa. Mua thêm cây nữa. Lắm cây nữa đúng rồi. Ai lớp chưa bập mặt nữa hả? Nói lên, nhìn thẳng mặt nói chứ. Ai lớp anh nhìn thẳng mặt đừng nhìn camera. I love you. Bật mặt. Thôi mua thêm cây nữa. Thôi vậy. Ê, đủ rồi. Nói nhiều rồi. Rồi. Tiền ra đi. Sao rồi? Tiền. Qua đây vậy. Đi kiếm. Đó, lại cho anh chụp ảnh kìa. Đó, anh chụp ảnh thằng đó đó, thấy chưa? Không. Thấy chưa? Có thằng còi á, đi mình kìa. Đó, đó lẹ lên. Lẹ lên. Ôi. Đâu có mất thân phận của em đâu, lẹ đi. Happy xuống là hai lần đó nha. Happy xuống là hai lần rồi đó. Lẹ lên. Lẹ lên.
Điều thôi chứ đừng tăng kiểu nha. Ừ, đừng tăng kiểu. Thôi, mất kiếm đi tới kìa. Bỏ đi, bỏ đi. Không, chúng ta đã làm clip cho Dung rồi, cho nên. Bỏ đi. Không, bỏ đi. Bỏ đi. Thôi. Hỏng phiêu quá. Để đi. Mưa tới nơi rồi. Giờ còn edit nữa. Nè nè, nhóc thì bị đó. Không có tiếng lo, nhỏ lên về. Con lại ngọn mình kìa. Thôi. Kìa. Đó, đi một kiểu. Thôi. Lẹ lên, không có lẹ. Ta đi luôn rồi. Nhanh lên. Ai vậy? Ông vui á. Thôi về đi. Không, cái này là trò chơi rồi, không có đường dừng. Ra rồi kia có hết bồi 6 muối ngoài kia kìa. Chỗ công viên đó. Đây là trò chơi rồi, không có dừng lại được nữa. Không. Chỗ nào vắng đi. Kệ không dịch kìa. Đâu, dịch đâu. Đó. Dịch trai gái vậy. Không biết. Chú ơi, con yêu chú. Trời ơi. Lẹ lên, lẹ lên. Cuộc chơi không có được dừng. Đi với vợ mới đâu có sợ. Đi vô đường té đó. Đang kiếm. Em kiếm bây giờ em thấy mấy người sẽ đi qua luôn. Đây có đối tượng rồi. Để lên. Đó. Được đó. Quay nó nè. Không phải. Đúng rồi. Này em phải hỏi lâu vậy. Rồi giờ lại. Để lên. Chạy đi. Không, không được, không được. Để giao rồi. Thương sinh kìa. Không bắt kiến mà áo đỏ kìa. Thương sinh đó. Để lâu là hai lần nha. Để lâu hai lần đó. Để lâu là hai lần á, không được dừng đâu á. Để hai cũng bị hết rồi. Thôi con nít đi. Để đi. Nít nha. Không, con nít. Chụp quá. Ê, mấy lại giữ xe để chờ kìa. Cái đè bò đi 6 muối. Quay ra liền nha. Rồi, ra 6 muối. Hai giờ. Rồi, giờ lẹ lên. Mở to lên. Mở to lên. Nhìn mặt nó lớn. Nhìn thẳng mặt. Nhìn mặt thẳng tuổi. Không, hồi nãy chưa vậy mà. Hồi nãy không vậy mà. Nói gì chú nói cho chú nói cho chú cười. Nhìn lên. Chú này là chỉ còn nói một lời lên. Con muốn nói chú một câu nè, con rất yêu chú vậy thôi. Nói lại lên. Nói rồi. Không. Em đứng phải làm một cái. Phải có cảm xúc luôn. Tại sao lại nói câu đó? Mày mẹ ép con. Em con này con không thích, con đừng làm. Chết mẹ. Vậy xin cảm nghĩ nha. Xin cảm nghĩ với chú ơi. Cho con cảm nghĩ. Cho con nghĩ về cái quay về video clip này nè. Ví dụ như tụi con là muốn ra thân thiện với mọi người à. Thích vậy. Nói một cách là trò đùa để khiến mọi người cũng qua lại vui vẻ. Quay tụi con mang áo rồi, tụi quay với tụi bay với. Không, tụi con về cắt. Cắt hả? Dạ. Mà làm để làm gì? Dạ, tụi con là bên cộng đồng ở dựng nghiệp ở Vũng Tàu. À, dạ. Mà có đưa lên mạng không? Dạ thì đưa lên mạng, không nhưng mà... Chị em ơi! Quỷ! Quỷ! Để bác nội ơi! Cái tính gái nha, đừng có gái. Còn bác Lâm nữa. What the hell? Đang trốn. Đang muốn trốn. Mơ đi cưng. Cái này là của
chế. Thôi vậy là cắt cái ông hồi nãy đúng không? Không, che mặt lại. À, chú Lâm. Rồi Lâm, tới viên Lâm. Trời mưa, gió gì đó. Thấy mưa không? Thấy mưa không? Thấy mưa.